Quý vị thính giả vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NPR, phát đi từ thủ đô Washington, trên băng tần 100.3 hay trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co hoặc trên hệ thống YouTube NV Radio. Trong chương trình nhìn lại lịch sử hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý thính giả một bài viết về lịch sử của tác giả Điệp Mỹ Linh có tựa đề Ngậm miệng ăn tiền. Được tin hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng ngày 5 tháng 3 năm 2018. Tôi cúi mặt lặng yên, lòng dâng lên vời vợi một nỗi buồn. Lẽ nào Đảng và người Cộng sản Việt Nam gây ra cuộc chiến tương tàn từ năm 1954 đến năm 1975, làm thiệt hại nhân mạng hơn 2 triệu thường dân, cả Nam lẫn Bắc Việt Nam. Hơn 1 triệu quân của Đảng Cộng sản Việt Nam và từ 200.000 cho đến 250.000 quân nhân miền Nam Việt Nam. Chưa kể số thương vong của quân nhân Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Đại Hàn, cố vấn Trung Cộng, chỉ để đánh cho Mỹ cút, nay Mỹ trở lại. Mỹ trở lại Việt Nam lần này làm cho chàng láng giềng tham lam tàn ác Trung Cộng khó chịu bao nhiêu, thì sự kiện Mỹ trở lại Việt Nam cũng làm cho tôi xót xa bấy nhiêu. Không xót xa sao được, khi mà sau khi Mỹ rút quân, Đảng và người Cộng sản Việt Nam đã trút tất cả oán thù, quốc hận xuống thân phận người miền Nam chúng tôi. Thời kháng chiến chống Tây, ông Hồ Chí Minh đã ra lệnh thủ tiêu các nhà cách mạng không cùng chí hướng với ông. Sau hiệp định đình chiến Geneva năm 1954, ông Hồ Chí Minh theo lệnh của Trung Cộng hô hào Đảng và người Cộng sản Việt Nam phải tận diệt người miền Nam chúng tôi vì chúng tôi không theo Cộng sản. Thế thì tại sao Đảng và người Cộng sản Việt Nam lại thù hận chúng tôi? Chúng tôi không khởi động cuộc chiến năm 1954-1975. Chúng tôi không vượt sông Bến Hải ra Bắc để tấn công người Cộng sản Việt Nam. Chính người Cộng sản Việt Nam đã xẻ Trường Sơn, khắc vào người, xin Bắc tử Nam để vào Nam khủng bố, bắn giết chúng tôi, thì chúng tôi phải tự vệ. Dù chúng tôi chỉ tự vệ, thì Đảng và người Cộng sản Việt Nam cũng đừng nên hão huyền mà tuyên truyền rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa thua cuộc. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Huy Tâm thuộc hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, Điệp Mỹ Linh đã xác định người lính và quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ thua bộ đội Cộng sản Bắc Việt tại chiến trường mà chính quyền miền Nam đã thua Cộng sản Việt Nam tại bàn hội nghị vì sự tráo trở, gian manh, lật lọng của chính Cộng sản Việt Nam. Tháng 3 năm 1975, lệnh rút quân khỏi cao nguyên rồi lệnh rút quân khỏi vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Sáng 30 tháng 4 năm 1975, ông Dương Văn Minh đầu hàng và ra lệnh người lính Cộng Việt Nam Cộng Hòa buông súng. Vào thời điểm nghiệt ngã như vậy, người lính Việt Nam Cộng Hòa làm được gì khi vũ khí và đạn dược không được tiếp tế? Khi Mỹ đã rút quân từ năm 1973, trong khi bộ đội Cụ Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn nhận được sự viện trợ vũ khí đạn dược từ Trung Cộng và Nga, mà lệnh đầu hàng lại đến từ vị chỉ huy tối cao Tổng Tư lệnh Dương Văn Minh. Sự thật là như vậy. Tài liệu và phim ảnh còn đó. Tôi nhận thấy vị thế của người lính Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 không khác chi vị thế của quân đội Nhật vào thời điểm sau khi chính phủ Nhật Bản ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri tại Tokyo Bay vào mùa hạ năm 1945. Trong cuộc chiến Mỹ-Nhật vào thời đệ nhị thế chiến, Mỹ là kẻ chiến thắng thực sự vì Mỹ chiến đấu đơn độc, chứ Mỹ không hề nhờ cậy lệ thuộc vào sự giúp đỡ của bất cứ một đồng minh nào cả. Thế mà sống ngay trên đất nước Hoa Kỳ 43 năm, tôi chưa hề thấy chính phủ Mỹ, nhân dân Hoa Kỳ tổ chức kỷ niệm ngày Mỹ chiến thắng Nhật Bản. Vì Hoa Kỳ xử sự cao thượng như thế cho nên giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản mới có được sự giao hảo tốt đẹp bền vững suốt nhiều thập niên qua.
trong khi kẻ thắng trận có văn hóa, có đạo đức như Hoa Kỳ đối xử với người thua trận như thế, thì Đảng và người Cộng sản Việt Nam tự phong là kẻ giải phóng miền Nam, là chỉ chờ đến Tết hoặc ngày 30 tháng 4 mỗi năm tổ chức mừng chiến thắng rất linh đình, hoành tráng, để đâm vào vết thương không bao giờ lành trong lòng người dân miền Nam, và cũng để tự xoa dịu mặc cảm tự ti của chính người Cộng sản Việt Nam, bộ đội Cụ Hồ. Ai muốn biết mặc cảm tự ti của người Cộng sản Việt Nam, bộ đội Cụ Hồ là gì và như thế nào, xin mời xem lại hình ảnh ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày đàn bò về thành phố. Người miền Nam chúng tôi không cần Đảng và người Cộng sản Việt Nam phải đối xử với chúng tôi một cách cao thượng như người Mỹ đối với người Nhật. Người miền Nam chúng tôi chỉ ước chi rằng người Cộng sản Việt Nam bớt đi sự tàn ác dã man mà người Cộng sản Việt Nam đã hành xử đối với hơn 300.000 sĩ quan công chức miền Nam trong các trại tù cải tạo sau 30 tháng 4 năm 1975. Thì ngày nay, thái độ của người Việt di tản đối với Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể sẽ không như bây giờ. Bây giờ, người Cộng sản Việt Nam kêu gọi chúng tôi hãy khép lại quá khứ. Cái quá khứ tàn khốc do người Cộng sản Việt Nam gây nên. Nếu chỉ xảy ra cho cá nhân chúng tôi, thì chúng tôi có thể tự nhân danh chúng tôi để khép lại vết thương sâu thẳm đó. Đằng này, cái quá khứ khốc liệt, tàn ác của Đảng và của người Cộng sản Việt Nam lại trút lên số phận những người thân yêu của chúng tôi, thì chúng tôi lấy danh nghĩa gì mà tha thứ cho Đảng và người Cộng sản Việt Nam? Nếu chúng tôi quên đi tình ruột thịt mà tha thứ cho Đảng và người Cộng sản Việt Nam, thì chúng tôi cũng sẽ giống như người Cộng sản Việt Nam, nghĩa là chúng tôi sẽ không còn là những người có lương tri nữa. Giả thử chúng tôi cao thượng, tạm thời khép lại quá khứ thù hận, nhưng cứ đến ngày kỷ dỗ những người thân yêu trong gia đình chúng tôi, thì Đảng và người Cộng sản Việt Nam lại tổ chức ăn mừng, ca hát, nhảy múa, tuyên truyền, lên án, xuyên tạc, đổ tội những người thân yêu của chúng tôi, thì cái quá khứ tàn ác khốc liệt mà người Cộng sản đã dành cho gia đình chúng tôi có thể xóa mờ được hay không? Viết đến đây, tôi nhận được YouTube về hàng không mẫu hạm Carl Vinson vừa đến Đà Nẵng, mở YouTube, nghe tiếng guitar dạ vài nốt. Tôi biết ngay hải quân Mỹ chơi trò tâm lý chiến. Khi nữ thủy thủ Emily Kershaw hát đến câu "Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà, anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng", tôi tắt ngay YouTube. Tôi tự hỏi, có cơn bão nào, dù là giông bão, bão cát, mà lại đem đến an bình cho vạn vật trên quả địa cầu này hay không? Dĩ nhiên là không. Anh chị em gặp nhau vui mừng mà như bão cát quay cuồng thì hải hùng kinh khiếp quá, chứ tốt đẹp nổi gì, hạnh phúc gì. Và sự hải hùng kinh khiếp quả thực đã đến với người miền Nam chúng tôi sau khi bộ đội Cụ Hồ, người Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam. Thế thì nhạc phẩm "Nối vòng tay lớn" là lời tiên tri hay là lời nguyền rủa của Trịnh Công Sơn dành cho người miền Nam? Tôi xót xa nhận ra rằng dù tiên tri hay là lời nguyền rủa, thì cũng chính sự tự do nhân bản của miền Nam đã giúp cho một nhạc sĩ thiên cộng như Trịnh Công Sơn có đời sống an nhàn, khỏi phải đi lính như hầu hết thanh niên miền Nam, để Trịnh Công Sơn sáng tác những tác phẩm nói lên nỗi khát khao của anh ta. Nỗi khát khao của Trịnh Công Sơn thể hiện rõ nét nhất trong bốn câu cuối của nhạc khúc "Nối vòng tay lớn": "Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền, biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh". Ngày 30 tháng 4 năm 1975,
nỗi khao khát của Trịnh Công Sơn trở thành hiện thực. Và cũng chính trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trịnh Công Sơn đã ôm đàn đến đài phát thanh ca vang, vượt thác treo leo vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn, để chào mừng bên thắng cuộc. Nhưng sau đó, không hiểu tại sao, Trịnh Công Sơn lại bị bên thắng cuộc đầy đi kinh tế mới. Khi bị bệnh nặng, được bên thắng cuộc hứa cho đi ngoại quốc chữa bệnh, Trịnh Công Sơn từ chối. Đây là lòng tự trọng cao cả cuối đời của một nghệ sĩ lạc lối. Viết ngang đây, tôi lại nhận được YouTube về bài Nói Vòng Tay Lớn, được viết lời ca khác. Lời ca mới này thể hiện trọn vẹn hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ, người Cộng sản Việt Nam và hoàn cảnh gia đình ngụy quân, ngụy quyền sau khi miền Nam bị bức tử. Từ Bắc vô Nam đi bằng dép râu, hai tay cầm sợi dây gai để bắt con cày. Thành phố tới thôn xa kêu gào, chẳng biết kiếm đâu ra hạt gạo, toàn là mì với bo bo. Từ Bắc vô Nam muôn người quán than, công an là bọn lưu manh khủng bố dân lành. Nhà nước tham ô, nhân dân đói nghèo, làng thôn tràn lên phố lớn, dắt nhau ăn mày vì đâu nên nổi, cũng vì một bọn cộng nô. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi. Ta gánh chung đau thương một trời, Nam Bắc ơi, quê hương tình người, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe đảng và người Cộng sản Việt Nam bị người dân chế giễu một cách chính xác, cay đắng như vậy. Lúc còn bé, cùng gia đình ra vùng giải phóng để ba tôi thực hiện ước nguyện chống Tây, tôi đã nghe trẻ em hát như thế này: tuốt gươm thiên, vung cho nước nhà, khiến ông bà mang gói tản cư, Hồ Chí Minh lai căng, Hồ Chí Minh, làm cho máu thẩm ướt nước Nam, Hồ Chí Minh lai căng, Hồ Chí Minh, làm cho nước Việt Nam tan hoang. Sau này, đủ hiểu biết, tôi hỏi ba tôi, làm thế nào lũ trẻ em ngây thơ chất phác ngày đó lại có thể tiên đoán những điều ghê gớm như vậy? Ba tôi cười hiền hòa, bảo, thành phần trí thức miền Nam thoát ly ra vùng giải phóng, sau khi nhận thức được sự trá hình của Việt Minh và ông Hồ Chí Minh, đã đổi lời ca như thế, chứ trẻ em làm thế nào hiểu lai căng là gì, máu thấm nước Việt Nam tan hoang là nghĩa gì mà tiên đoán. Trong cuộc chiến năm 1954-1975, máu của gần 4 triệu người đã đổ trên quê hương Việt Nam. Số lượng máu vĩ đại đó không thấm ướt nước Nam thì thấm vào nước nào? Việt Nam không tan hoang dưới gót giày của Trung Cộng, thì Trung Cộng đang làm gì trên đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam, từ cao nguyên xuống đồng bằng? Những cứ điểm biệt lập của Trung Cộng dùng vào mục đích gì? Ngoài việc làm tan hoang đất nước, đảng và người Cộng sản Việt Nam còn tạo ra nhiều điều tệ hại, chứng tỏ sự hèn hạ, thiếu tư cách của những nhà lãnh đạo đảng. Sự hèn hạ to lớn nhất của đảng và người Cộng sản Việt Nam là chính người Cộng sản Việt Nam, bộ đội Cụ Hồ, đã xâm phạm hiệp ước hưu chiến vào Tết Mậu Thân để tàn sát gần 6.000 thường dân ở Huế mà đảng và người Cộng sản Việt Nam không dám nhận lỗi, lại đổ tội cho Mỹ ngụy. Không những thế, từ đó, năm nào đảng và người Cộng sản Việt Nam cũng chờ đến Tết để tổ chức tưng bừng chiến thắng Mậu Thân. Chiến thắng cái nỗi gì mà trong Tết Mậu Thân, khi thấy thủy quân lục chiến, nhảy dù, biệt động quân,
của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tăng cường để tái chiếm các cứ điểm do bộ đội Cộng sản Việt Nam chiếm được, thì bộ đội Cộng sản Việt Nam dông ba tê chém về nhanh hơn sóc. Cái hẹn thứ hai của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là khi hàng không bảo hạm USS Carl Vinson đến Đà Nẵng, có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Crichton Prince và đô đốc Scott Swift, tư lệnh địa thất hạm đội Hoa Kỳ. Trên hàng không mẫu hạm thì toàn ban lãnh đạo của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam trốn mất biệt. Chỉ vì ban lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam không dám làm mất lòng chàng láng giềng tham lam tàn ác Trung Cộng. Cái hẹn này làm nhục quốc thể. Cái hẹn thứ ba của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là năm 2017, công ty khí đốt Repsol của Tây Ban Nha đã ký hợp đồng với Việt Nam để thăm dò dầu khí. Nhưng khi chàng láng giềng tham lam tàn ác Trung Cộng dọa Việt Nam rằng nếu Việt Nam để Repsol thăm dò dầu khí thì Trung Cộng sẽ đánh các căn cứ quân sự của Việt Nam tại Trường Sa. Thế là ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rung, xóa ngay hợp đồng với Repsol. Cái hẹn thứ tư của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là vào những dịp lễ tưởng niệm, nếu biết được địa điểm dân chúng sẽ tề tụ để biểu tình phản đối Trung Cộng, đảng nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì họ sẽ ra lệnh cho dư luận viên đưa vợ, bồ nhí đến địa điểm đó nhảy đầm để choáng chỗ. Vào ngày lễ Hoàng Sa năm nay, Trung Cộng đã thâm độc đưa đoàn biểu diễn nghệ thuật Nội Mông sang Việt Nam để rầm rộ trình diễn vào tối 19 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội. Như một hình thức ăn mừng chiến thắng Hoàng Sa năm 1974, để người Việt Nam ham vui, quên đi ngày Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Khi bị dân chúng và dư luận lên án nặng nề, ban tổ chức đành phải hủy show diễn của đoàn Nội Mông. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa vời và ngàn đời nhớ Việt Nam. Riêng dịp tưởng niệm 64 tử sĩ Gạc Ma năm nay, một nhóm nhỏ gồm 20 nhà hoạt động có mặt ở khu vực tượng đài vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 2018 để tiến hành lễ tưởng niệm, thì công an cộng sản xuất hiện mời về đồn công an làm việc. Từ sự hèn hạ của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, tôi liên tưởng đến một tấm ảnh rất đẹp, rất ý nghĩa, chụp hôm đám tang của đại tá nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Ngay trước ngôi nhà của đại tá Nguyễn Văn Đông, rất nhiều người, có cả công an Cộng sản Việt Nam mặc sắc phục, đội mũ kết, đứng dọc hai bên đường. Khi quan tài của đại tá Nguyễn Văn Đông vừa được đưa ra khỏi nhà, thì thật bất ngờ, nhóm thường dân đứng bên phải của ngôi nhà vội đưa tay lên chào kính, theo kiểu nhà binh. Sau này tôi mới biết nhóm thường dân chào kính cố đại tá Nguyễn Văn Đông là nhóm cựu thiếu sinh quân. Nhìn tấm ảnh nhóm cựu thiếu sinh quân Việt Nam Cộng Hòa chào kính, tiễn đưa một sĩ quan cao cấp, một nhân tài của Việt Nam Cộng Hòa, tự dưng nước mắt của tôi lăn dài. Tôi tự biết tôi không khóc vì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời, vì dù rất thích và cũng đã từng đàn, từng hát nhạc của ông, tôi chưa được hân hạnh gặp quen với ông. Tôi khóc vì tôi xúc động trước sự can đảm của nhóm thiếu sinh quân đang sống trong lòng địch và đứng ngay trước mặt công an cộng sản mà nhóm thiếu sinh quân này vẫn không biết sợ, vẫn cứ chào kính một sĩ quan đàn anh. Tư cách, cử chỉ của nhóm thiếu sinh quân hôm đó trong tang lễ của đại tá Nguyễn Văn Đông hơn hẳn tư cách của ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Và cử chỉ của nhóm thiếu sinh quân này
cũng đã thể hiện rất rõ về tác phong của người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như về đạo đức của nền giáo dục như chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam là đất nước của người Việt Nam, thì nhà cầm quyền của Việt Nam muốn mời ai, cho phép ai đến thăm là quyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Chàng láng giềng tham lam tàn ác Trung Cộng không có thẩm quyền gì để tỏ thái độ về chuyện riêng tư của nhà cầm quyền Việt Nam. Nhưng chợt nhớ ra lý do thầm kín khiến chàng láng giềng tham lam tàn ác Trung Cộng nổi giận khi thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tỏ thái độ hòa nhã với Mỹ, kẻ thù xưa của Đảng và người Cộng sản Việt Nam. Tôi cay đắng nhận ra rằng lý do toàn ban lãnh đạo của Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam trốn mất biệt là đúng. Tôi gọi là lý do thầm kín, nhưng thật ra lịch sử và thực tế đã hiển hiện rõ ràng, ai tin ý cũng có thể thấy được. Ngược dòng lịch sử, kể từ khi ông Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam lý thuyết Cộng sản, thì Đảng và người Cộng sản Việt Nam chỉ biết tuân thủ theo ý muốn của đoàn Anh Trung Cộng. Từ cải cách ruộng đất đến khởi động cuộc chiến năm 1954-1975, để anh em nhà Việt Nam giết nhau, rồi chiến thuật biển người để thiêu rụi người Việt càng nhanh càng tốt, rồi trại cải tạo để hủy diệt tinh thần, nhân tài, trí thức người Việt, rồi cho Trung Cộng xuất cảng sang Việt Nam thực phẩm có chứa hóa chất độc hại. Sau khi thiêu rụi gần 4 triệu người Việt trong cuộc chiến và đuổi ra biển cả hàng triệu người Việt, Trung Cộng bắt đầu từng phần, đặt nền móng ngay trong lòng quê hương Việt Nam. Người Việt Nam đau đớn khi thấy Formosa xả chất thải độc hại ra biển, làm cá chết ngập bờ, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống, thì ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam kéo nhau xuống biển Vũng Áng tắm, dàn cảnh để trấn an người Việt. Còn những địa điểm chiến thuật quân sự quan trọng của Việt Nam đã bị Trung Cộng đặt cứ điểm, mà Trung Cộng dựng bản cấm người Việt lai vãng, thì ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có dám đến hay không? Người Việt Nam nào có thể biết được bên trong những cứ điểm này Trung Cộng xây dựng bao nhiêu hầm bí mật, bao nhiêu hệ thống radar tối tân để theo dõi mọi động tĩnh quân sự của Việt Nam trong đất liền, ngoài biển khơi, trên bầu trời? Chính những cứ điểm chiến lược này của Trung Cộng khiến cho ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không dám nhúc nhích. Vì ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tự biết họ đã rơi vào âm mưu thâm độc của chàng láng giềng tham lam tàn ác Trung Cộng rồi. Nhưng Đảng và người Cộng sản Việt Nam không thể nào thoát được nanh vuốt của Trung Cộng, vì những số tiền kết xù và vàng ròng mà Trung Cộng đã trả cho ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khi ký hợp đồng thuê đất ngay trên quê hương Việt Nam, ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã chia nhau cả rồi. Sau đó, các vị trong ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mạnh ai nấy gửi con sang Mỹ và các quốc gia Tây Phương du học, mua bất động sản ở ngoại quốc, gửi tiền vàng vào Ngân hàng Thế giới, xây dinh thự cho em chân dài, xây nghĩa trang hoành tráng. Thế thì, giả dụ như Trung Cộng bảo, trả tiền và vàng lại cho tôi sẽ rút về Tàu, thì tiền vàng ròng ở đâu mà ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trả lại cho Trung Cộng? Ngoài số tiền không thể đếm nổi và vàng ròng không thể cân đo được do Trung Cộng trả cho Đảng và người Cộng sản Việt Nam để thuê đất của Việt Nam, Đảng và người Cộng sản Việt Nam còn nợ Trung Cộng món tiền khổng lồ khác, đó là số vũ khí quân dụng được Trung Cộng tính thành tiền vàng và số cố vấn quân nhân mà Trung Cộng đã cung cấp cho Cộng sản Việt Nam từ trận Điện Biên Phủ và suốt cuộc chiến hơn 20 năm để người Cộng sản Việt Nam vào miền Nam tận diệt người đồng chủng. Vì thế, ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chỉ còn cách duy nhất mà bao thập niên qua Đảng và ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn âm thầm thi hành, đó là cúi đầu vâng lệnh quan thầy Trung Cộng. Ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã rơi đúng vào vị thế mà ông bà mình thường bảo ăn xôi chùa ngậm miệng, hay là ngậm miệng ăn tiền. Giả tâm và sự hèn hạ của Đảng và người Cộng sản Việt Nam khi đón tiếp hàng không mẫu hạm Cat Vinson làm cho tôi buồn và xấu hổ bao nhiêu, thì khi nhìn những khuôn mặt vui tươi, hớn hở, thân thiện của người Việt Nam và thủy thủ đoàn của hàng không mẫu hạm, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng
an nhiên, thơ thới bấy nhiêu. Suốt nhiều thập niên qua, bị đảng và người Cộng sản Việt Nam tuyên truyền, đầu độc rằng Mỹ là đế quốc xâm lược. Nhưng cuối cùng, lần Tổng thống Obama đến Việt Nam và bây giờ là hàng không mẫu hạm Gulf Vinson đến Đà Nẵng, người Việt Nam trong nước cũng nhận ra được giữa Mỹ và Trung Cộng, ai mới là bạn và ai là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Điệp Mỹ Linh. Nhớ nhiều quê hương ơi, thân thân cùng xa xôi thôi, cùng trời nhà trang xưa và dòng đồng nái lững lờ. Nào phần thơ nắng ấm chia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa vời và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giật mình trong cơn mê, ngày dài ôi lê thế mà hồn mình như hê chề. Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt sầu trong mưa phùn, chiều nào biển vũng tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, tận tận cùng xa xôi thôi, vùng trời nhà trang xưa và dòng đồng nái lững lờ. Nào Cần Thơ nắng ấm kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời.